Xin chào các bạn, mình là Vũ Đức Thịnh đến từ công ty Bluesoft. Hôm nay trong video thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái mẫu bảng chấm công mà chúng ta sẽ tách theo chỉ tiêu. Thì cũng giống như các bảng chấm công khác thì chúng ta sẽ có một cái trường để chúng ta chọn thời gian, đó là chọn năm và chọn tháng. Khi chúng ta thay đổi tháng thì cái dòng thứ và cái dòng ngày tháng sẽ tự động thay đổi theo cái tháng đó. Và cái trường thông tin format, ví dụ mình sẽ muốn format ngày chủ nhật, format ngày thứ bảy hay là format ngày nghỉ lễ. Đấy, nếu mình bỏ format đi thì cái cột thứ bảy và ngày chủ nhật sẽ không được format. Nhưng ở đây thì mình sẽ format vào chủ nhật cho trực quan. Và bảng chấm công này sẽ có cái cấu trúc như sau. Mỗi một nhân viên thì mình sẽ bố trí gồm có 4 dòng. Gồm có giờ làm việc thông thường hay còn gọi là work time. Mình sẽ chấm theo số giờ người ta làm. Thứ hai đó là overtime thì mình sẽ chấm theo số giờ tăng ca. Thứ ba đó là night time nếu mà trường hợp người ta có làm vào buổi đêm. Trường hợp thứ tư đó là mình sẽ chấm những trường hợp là người ta nghỉ, ví dụ có thể là nghỉ phép hoặc là nghỉ không phép. Và ở đây thì có thêm một yếu tố nữa, đó là mỗi một nhân viên thì sẽ có thêm trường ngày vào làm và trường ngày chính thức. Khi đó thì từ ngày vào làm cho đến trước ngày chính thức một ngày thì sẽ là thời gian thử việc. Do vậy, ở kết quả tổng hợp chấm công thì chúng ta sẽ có thêm hai khu vực. Một đó là khu vực về tổng hợp chấm công theo thử việc và hai là tổng hợp chấm công chính thức. Khi chúng ta đã tách chỉ tiêu chấm công ra theo từng dòng cho mỗi nhân viên thì khi chúng ta tổng hợp kết quả chấm công thì chúng ta chỉ cần làm bằng những công thức rất đơn giản như mọi người đã nhìn thấy trên hình. Mình chỉ làm bằng các hàm về SUMUS hoặc là các hàm về CAUUS là chúng ta có thể dễ dàng ra được kết quả chấm công một cách rất là nhanh gọn và tiện lợi. Đồng thời như các chỉ tiêu đó là giờ làm việc thường, giờ tăng ca hay là giờ làm đêm thì chúng ta chấm theo số giờ. Còn cái phần off này, tức là nếu mà người ta nghỉ thì mình sẽ chấm theo ký hiệu. Khi đó thì cái trường chấm theo ký hiệu mình sẽ tô cho nó một cái màu nào đó để chúng ta dễ nhận dạng. Tức là trong cái trường thông tin này thì mình chỉ chấm theo ký hiệu. Và mình đã tạo sẵn một cái nút bấm validation để chúng ta dễ dàng chọn các ký hiệu. Còn những cái ký hiệu này thì chúng ta có thể khai báo bên cái sheet ký hiệu. Mình có AL tức là annual leave, tức là người ta sẽ nghỉ phép năm, hoặc là no, nghỉ không lương, nghỉ thai sản hay là nghỉ ốm, vân vân. Như vậy với cách thiết lập một cái bảng chấm công mà chúng ta tách theo chỉ tiêu thì chúng ta dễ dàng hơn cho việc theo dõi và cũng như là chúng ta dễ dàng hơn cho việc tổng hợp kết quả chấm công. Bảng chấm công theo chỉ tiêu này thì mình chia sẻ miễn phí. Nếu bạn nào có muốn học để chủ động ứng dụng vào trong công việc thì có thể tham gia chương trình đào tạo Excel của công ty Bluesoft. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.